Xin chào các anh em, chào mừng các anh em quay trở lại với kênh Kit Gacha Game. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ review cho các anh em một cái thể loại game mà có thể nói là trong vòng 3-4 năm trước đây nó đã gây bão rất lớn và nó có sự tương đồng rất lớn đối với cái thể loại game suốt đọc con Valaria mà tôi đang trong mấy ngày hôm nay tôi đang review và chơi thử và hướng dẫn bằng tiếng Việt cho các anh em. Đó chính là cái tựa game Langrisser. Cái game Langrisser có cái điểm rất là tương đồng với cái game suốt con Valaria, thì trong cái video này thì một lát nữa tôi sẽ nói trình bày kỹ với các anh em. Thì cũng rất mong là trước khi bắt đầu vào video chính thức thì các anh em hãy ủng hộ tôi bằng cách đăng ký vào kênh KitKatCha. Trong cái kênh này của tôi thì có rất nhiều các cái game hướng dẫn, rất nhiều các cái game mà trong cái khoảng thời gian vừa qua rất hot trên cộng đồng mạng. Đấy, các anh em có thể vào đây xem tham khảo và đăng ký kênh ủng hộ cho tôi. Vì tôi cũng mới lập kênh thôi. Giờ không để anh em phải đợi lâu nữa thì sau đây thì tôi sẽ giới thiệu với anh em về cái game Langrisser và vì sao mà nó có cái sự đồng điệu rất lớn đối với thể loại game suốt ở Valaga. Ok. Còn ngày hôm nay thì tôi sẽ review thể loại game Langrisser. Vì sao mà tôi review thể loại game này? Tương đồng với game suốt ở Valaga mà trong những ngày qua mà tôi đã hướng dẫn và review chơi cho các anh em Việt. Có cái sự đồng điệu, cái sự tương đồng rất lớn giữa game Langrisser ngày xưa và cái game suốt ở Valaga sắp tới, đó là cái chế độ áp nhận, cái chế độ kỹ năng áp nhân vật này, quách dân bút này, chỉ số này, giống cây kỹ năng này, là khá tương đồng với game Langrisser ngày xưa đấy nha bạn. Cây kỹ năng có cái điểm khác biệt lớn nhất giữa hai game đó là trong Langrisser nó có cái hệ thống sâu đẹp, trong khi đó là game suốt ở Valaga thì không sử dụng. Tuy nhiên thì suốt đời Valaga có hệ thống cây kỹ năng nhiều hơn, skin nhiều hơn rất nhiều so với Langrisser. Bởi vì sao mà tôi muốn giới thiệu lại thể loại game này? Tôi chỉ mong muốn là những anh em chơi game Langrisser đều hiểu phiên bản global. Sophia này. Ô Sophia off được 13 ngày rồi. Dango, ôi Dango là một trong streamer, youtuber chuyên về cái game này. Và đã off 13 ngày. Fox Kira, chỉ lê công người Việt Nam. Kid, người Việt Nam. Joshua
rất nhiều anh em bạn bè thân thiết của tôi ngày đầu lừa đảo em sẽ là sự lãng phí rất là lớn. Trong đám mỡ này ở Việt Nam chơi được nghe em ơi ô mẹ nguyệt vì rồi này sát thát này à mà keo này toàn từ Việt Nam ra chuyên về bề rất là mạnh. Mr. Bo, Yasubi, Yasubi vẫn còn chơi. Như đây là một số học sinh về anh em bạn bè của tôi. Corona, thật sự anh em họp rất nhiều. Mr. Star, thanh niên du học sinh về Úc, à, du học sinh tại Úc. Sau tôi các anh mà chơi rất đẹp đi đi ASEAN Monkey những người chơi những người bạn của tôi đã bỏ về rất nhiều. Ok nói như vậy để các anh em thấy rằng là tôi trong một thời gian này ba năm vừa cày game này một ngày tôi vẫn bỏ ra khoảng 10-15 phút để dốc vào hướng cao làm quest daily bằng cách skip nhanh để có được game này để roll những hero mới anh em thấy những hero mới ra và global tại tôi đều có đầy đủ vật liệu những hero rất quan trọng trong tình hình cuộc nhìn vào cái tương quan lực lượng trong trận đấu này thì
lại với anh em của người đam mê phải trả những trách nhiệm đặc biệt này. Quên sao là đang một điều rất tốt này. Ngoài ao về ra có Agnes Book vô sinh thì đang với một điều tốt khác. Quên sao私、完璧ですわ。俺を止めるものは何もない。消滅の時だ。私の言葉は禁忌の断り。俺を止めるものは何もない。 我らに息吹を与えたまえ。この制裁を受け入れよ。ノーランを踏みにじる者は必ず撃つ。 Hai phát liên tiếp thì có nghĩa là khi tôi xuống đất lại xuống rất giống rơi ra chẳng chẳng là một phiên bản mới của rơi ra đâu nha đâu sẽ mắc dù của tôi đây mắc dù của tôi đây mắc dù của tôi nhảy ao e là tìm bạn chỉ còn nát mà thôi. Tôi là 二度と失敗しない. Lại. 俺は二度と失敗しない! Thank you.
chia vui sẽ buồn với nhau bằng cái trận đấu này. Anh em nhìn nha. Leon Getchaku skill. Leon bạn về review cho anh em nghe quả đá. Mình đến từ rất lâu đấy. Leon thì trong cái giai đoạn trước đây trong cái giai đoạn đầu đây năm đầu tiên là một trong hero không thể thiếu. Thời điểm đấy chúng tôi thường trêu nhau đó là Leon the Wizard, nghĩa là một mình Leon đều cân tất về cái không có PV, không có Leon này là thọt về nặng giai đoạn đầu. Khi đến phiên bản SP này Leon rất mạnh đáo ấy, rất mạnh đáo ấy, khả năng di chuyển rất là kinh khủng. Em nhìn nhá, áo eo 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 áo nha. Mà đấy là sai lầm nha. お前の肉体も石もゼルダが断ち切る死ね。じゃあ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 ね。じ
mới thôi, vì cái tên này tôi không biết. Tại vì tôi 2-3 năm nay là tôi chỉ lóc 10 phút mỗi ngày để nhận game để quay game mới thôi, chứ tôi không đánh PvE nữa, và cũng không nghiên cứu kỹ về PvP này của game này nữa, cho nên là khả năng thua tôi rất cao đấy. Anh em nhìn thấy trong cái trận này là kinh nghiệm là người chơi ở phía bên trái đi tơ đầu ấy, đáng nhẹ tôi phải ban ngay lượt đầu là ôi trời, tôi nhầm, tôi đang ban sang DL này. Chính vì sai lầm đấy của tôi nên trận này tôi sẽ thua rất nhanh chóng. Bởi vì khi mà Awakener debut cái turn đầu tiên thì DL, kể cả DL mạnh nhất thời điểm hiện tại, giải độc các kiểu không thể giải được, bởi vì nó là talent, không thể giải được talent. Lý do chính vì sao tôi thua ngay từ cái lượt ban pick đầu tiên là tôi đã sai lầm khi ban, không ban ở với cực đoan sẽ cực nhiều đối với người chơi phía bên trái. Chắc chắn là ngay từ đầu tiên sẽ dùng Leon hoặc là để tiêu diệt tôi.無駄な抵抗はするな。自然の戦慄。言うだけ無駄だ。 anh em hãy cùng soi vào trao đổi với nhau.
Vâng, chuẩn bị cho một đất kỳ rất nhiều anh em chơi thôi chơi cùng Degen Group nó tham mình ra 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 bây giờ có nhiều cái mốt chơi rất là có những cái mốt mà tôi chưa chơi tí gì luôn. Sacrifice Blessing nên tôi thọt rất nhiều về chỉ số. Total ranking rất nhiều anh em Việt Nam vẫn còn chơi và vẫn ở cái rank của cái mod này rất là cao. Đầu làng đầu lại Việt Nam béo mỡ là Việt Nam này. Nanai ra em đây rồi. Trịnh Huy này, Yosubi này. Yosubi này là chủ sinh người Nhật và đã từng vô địch một lần này. Một mùa là người sơ nhờ vào sức mạnh tình bạn còn chỉ gọi nhiều người anh em cũ của tôi vẫn lần thả chuyện đi vẫn giữ những rank cao từ chế độ PvE. Nhiều chế độ mới cho rất nhiều vật phẩm, rất nhiều vật phẩm về pro. Công thành chế độ công thành thì phải nhỉ, không chưa trận nhiều lắm cái chế độ này. Này là nhóm nhìn thấy Floating City. Để anh em biết rằng tôi không phải dẫn chất rõ là cái Floating City này tôi cũng còn chưa update, chưa xây dựng, chưa làm nhiệm vụ này. Thọt rất nhiều. Nhìn stamina không được cộng rồi, anh em đủ biết rồi đúng không? Chế độ lính của tôi vẫn nguyên xí như 2 năm về trước, chưa có gì thay đổi. Equipment chào ngày hôm nay thì tôi gửi lời thách đấu tất cả các anh em nhé. Anh em hãy chơi lại Apex, chơi lại Liên Bang Xưa và hãy cùng tôi chơi với tôi. Chơi với Apex Việt Nam trên phương diện của bạn. Tìm tôi qua kênh YouTube Kid Gacha hoặc là comment tại cái video này của tôi và nhắn tin tôi qua cái kênh Suốt Được Con Malaga Global Việt Nam.
Rồi mình quay trở lại nhé. Cảm ơn các anh em. Vâng, như vậy là sau một khoảng thời gian là quay video và review về cái game Languisher và có cái sự so sánh tương đồng của game Languisher với game Sword of Cambalaria, thì trước khi kết thúc cái video ngày hôm nay thì tôi rất mong là các anh em hãy cùng tái triển khai chơi lại cái game Languisher này và cùng tham gia vào cộng đồng Sword of Cambalaria Global. Trong cái cộng đồng này thì tôi sẽ nói rất nhiều, trình bày rất nhiều, hướng dẫn rất nhiều về cái game Sword of Cambalaria và cũng sẽ có sự so sánh với cái game Languisher mà các anh em đã chơi từ 3-4 năm trước. Và đặc biệt là cũng rất mong muốn là những anh em chơi game Languisher đời đầu, cả những anh em chơi Languisher phiên bản Server C, hãy cùng tôi tham gia vào cái nhóm Facebook này của tôi để chúng ta cùng trao đổi về game Languisher, chúng ta cùng liên hệ với nhau để cùng tham gia những cái trận chiến Apex Arena với nhau và tham gia với nhau những cái khoảng thời gian rất vui vẻ trong cái game Languisher, và đồng thời cũng là chuẩn bị sắp tới cho cái thể loại game đó là Sword of Cambalaria trong thời gian tới. Thì rất mong các anh em, một lần nữa rất mong các anh em hãy đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube Kid Gacha và tham gia vào cộng đồng nhóm Sword of Cambalaria Global mà tôi mới tạo cái fan page này, mới tạo cái group page này trong vòng 1-2 ngày thôi. Thì rất mong sự ủng hộ của anh em và cảm ơn các anh em đã theo dõi video của tôi. Rất cảm ơn và rất trân trọng các anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.